có một máy à. Ồ, hai máy mà. Cũng quay người không chứ. Bây giờ ngồi một con thôi, một con thôi là được rồi, một con thôi nhiều, không cần nhiều, một con thôi được rồi, đừng có nhiều con, chịu khó câu 70 lần. Rớt sai, rớt sai, đúng rồi, có một con mà, một con à, dạ, này. Hai con luôn. Wow, mẹ. Con này nằm đây rồi, nên là cứ gần móc vô không? Đi đâu? Người sẽ yên.
câu sao nhẹ vậy? Good size luôn á. Hai con này good size luôn á. Good size. Buy one, get one free. Good size luôn, có hẹp cặp good luôn phải không? Cái neo quay vậy không quên. Không vậy hả? Cô đã rồi mấy cái neo đồ lấy gì này nữa. Neo của bà ông bị bắt đây không cũng dữ. Dạ. Nhỏ. Còn dưới thì còn dữ. Còn nhỏ xíu vậy. Bự mà. Đo bắt này vậy. Đo hả? Dạ. Con đó nghĩ đủ. Đủ á. Không rồi đo đi chắc đúng. Đó thì bỏ ngoài đây lát con đo.
đó về cầu đó mà. Có hẹn có bị xỉn không? Bắt em nã không uống thuốc mà còn không sao mà. Lần đầu tiên con đi ra đây con bị á bác Hiệp. Chạy ra tới ngoài cái ghế, cái giàn khoan không? Dạ là con bị. Chú tùy theo cái bữa khỏe. Khỏe người là không sao, ở đâu rồi chứ. Đâu rồi anh Tào? Đâu ăn thịt nó đâu. Nghĩa ăn mật ngon hơn đó mà. Làm cứ mãi mật ngon đó bạn. Đánh hướng phía tây mặt Khang á, cái địa điểm bên mặt tây mặt Khang á. Năm chục, 15 con nữa. Ok em sao? Đấy, rồi. Sao luôn thì cũng vứt tay rồi. Ồ, thấy cái lưu chạy theo luôn á. Ồ, này quá dữ rồi, này quá dữ rồi. Quá đã rồi. Quá ngon rồi. Đó, wow, kìa, đây. Đâu dưới đâu? Không dưới nó con cá mà. Con cá nãy á, cá nãy. Đó, cứ chớp. Ê, quay pin. Dùng tiếng tàng hình. Wow. Coi con cũng Khang kìa. Đây bắt con thôi, bắt con về nướng. Kìa bắt ba về kìa, bắt ba kéo rồi về kìa. Về nướng sao tới? Thôi kéo con qua trước lên đi. Nè, con đo. Kêu là quê ha, quê ha. Quá. Kéo con bự lên, làm kêu ba kéo con lên đo nè. Đo, vẫn đo. Con đó, đâu? 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 Đâu?
người dài dài sống luôn á, mày dám đo không? Đây rồi. À, thấy nhảy nhảy là biết rồi. Cái kìm tháo ra luôn đi. Lấy kìm mấy con rồi? Hả, 50. Bắt mà hết vô luôn đi. Dạ sao cảm giác hơi phê phê vậy ta? Phê phê hả? Đó, đó, mấy răng, đó. Cầm 7 rồi phải không? Giật không? Không biết cái gì. Đuối hình như đuối. Chắc đuối. Có mà cái gờ á là phải đậu ngay cái con xe lửa. Con xe lửa nằm ở trong cái ghế mà. Con xe lửa ở trong chỗ bay viết của mình á. Ở đây là tàu. Không có tầng. Cái gì hả? Đốt phít. Mập. Mập. Cái gì thon rồi. Bình nó luôn. Mập, 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 mập. Hết bình rồi, không hết là cũng mua vòng vòng mà hết bình. Mày mua nó cũng vậy à. Tại sao không chạc là hồi bữa tao. Không chạc 4, 3 ngày rồi. Đốt phết, đốt phết. Vô cái phao á, mày mới đốt. Bụng có phao luôn rồi. Đó, con này bự ra đốt được nè. Bắt không? Bắt bánh lùn hả? Dạ. Giật không? Lấy giật không? Cái vậy 2 ngày. Chạc 4 ngày rồi đó. Chạc 4 ngày rồi đó. Vô lấy giò vô lên. Cả nắm dây, nắm dây á, nắm dây á, nắm dây. Không biết nhận mà kêu đồ, đồ dở lên. Con này bự nè, con này ngon nè. Thắng luôn. Giờ cuối này lụm được cái món này cũng được. Cắn thôi. Cắn lưỡi vô dưới á. Điều cái nè bà. Bà tưởng nhảy ra ngoài. Nhảy nổi. Cái này cái thịt nó nhám lắm. Cầm đâu có bị tung giống như con lươn mà. Tự nhiên mình được mấy con. 39 con. 39 mấy con. Thank you.
Nó hẹp tay cái tay cái đuôi tàu nó đang bị bê qua bên kia. Từ từ ơi, để cho nó ngay cái tàu lại, nhích nhẹ lên cái trước đi.